thành người hướng nội. Siêu, siêu hướng nội. Không sao đâu mọi người, tôi đã trở thành người hướng ngoại. Bố đùa thôi. Siêu hướng nội cấp 2, cuối cùng. Cuối cùng mới có một bộ anime mà nhân vật chính đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tao, một con bé hướng nội và overthinking. Đám bạn không biết vì sao tao im lặng và luôn trốn đi ăn trưa một mình. Chúng nó không biết tao nổi tiếng trên mạng như thế nào, tao coi mọi người như thể người ngoài. À, tuyệt kỹ Super Ultra Mega Ultimate Overthinking. Hey, xem đây, siêu hướng nội thần thánh. Trong trường hợp hướng ngoại rác, ta đã đạt được hướng nội vô cực.